Thanh Thảo xin chào quý khán giả của Việt Media TV. Bất kỳ một cái sự kiện đau buồn nào trong cuộc sống, như là vượt qua một cái cơn bạo bệnh, hoặc là chứng kiến cái sự ra đi của những người xung quanh mình, và cụ thể hơn là trong cái thời gian này khi chúng ta phải đối diện với lại những cái mất mát của đại dịch bệnh Covid-19, thì đều có thể gây những cái tổn thương về mặt tinh thần cũng như là những cái căng thẳng về mặt tâm lý chúng ta. Thì Thanh Thảo xin mời quý vị theo dõi những chia sẻ của bác sĩ tâm lý trị liệu Xuyến Đông để cho chúng ta, hoặc là mình có thể giúp cho những người xung quanh mình có thể lấy lại những cái cân bằng trong cái cảm xúc và sự bình an trong tâm hồn sau khi mà những cái bi kịch cuộc sống mà chúng ta phải trải qua. Em chào bác sĩ Xuyến Đông. Chào em, và xin kính chào quý khán giả. Thì bác sĩ Xuyến Đông, em thấy đó là cụ thể hơn, giống như em nói là những cái bi kịch trong cuộc sống, nhưng mà cụ thể hơn là mình nói về cái đại dịch bệnh mà mình đang trải qua. Thì em cũng có nhiều cái người bạn thì họ cũng giống như là họ bị nhiễm Covid và họ cũng đã phục hồi, mặc dù là không có bị nặng lắm, nhưng mà không có phải vô bệnh viện, nhưng mà nếu mà nói là cũng không phải là nhẹ nhàng để mà không có một cái triệu chứng gì. Thì bây giờ mặc dù đã vừa qua rồi, phục hồi và đi làm lại, nhưng mà những cái người bạn đó chia sẻ với em là thỉnh thoảng đó là vẫn nằm mơ và thấy giống như là mình đang ngộp thở và mình giật mình thức dậy ở giữa đêm. Rồi cũng có những người mà phải chia tay những cái mất mát của cái người thân trong gia đình. Thì trong cái tình hình đại dịch bệnh này thì nói chung là những cái mất mát thì ai cũng buồn, ai cũng đau khổ hết. Nhưng mà trong cái tình hình dịch bệnh này thì ngoài những cái đau khổ đó, họ còn có thêm một cái tâm lý là tại sao mình có thể vượt qua mà người thân của mình lại không vượt qua, và mình đã làm thiếu cái điều gì để mà có thể thay đổi cái hoàn cảnh. Thì em nghĩ những cái triệu chứng đó là cái dấu hiệu của những cái cuộc khủng hoảng tinh thần sau những cái biến cố trong cuộc sống. Thì chắc là nhờ bác sĩ Xuyến Đông sẽ giải thích rõ hơn những cái triệu chứng mà về mặt tâm lý cũng như là những cái thể trạng của mình, để mình có thể hiểu rõ hơn về cái tình trạng này. Thì giống như hồi nãy Thảo nói đó, là Thảo dùng cái chữ rất là hay ha, bi kịch ở trong cuộc sống ha. Thì cái sự khủng hoảng ở trong cuộc sống á, thì thường thường nó nếu như mình phải trải qua những cái trải nghiệm mà cái cuộc sống của mình, cái sự sống còn của mình hay những người chung quanh mình bị đe dọa, cái mất cái còn, và trước cái sự khủng hoảng đó thì mình vô cùng là bất lực và cảm thấy rất là sợ hãi, thì cái trải nghiệm, hai cái trải nghiệm là có cái biến cố và mình có một cái sự sợ hãi cường độ vì cái nguy cơ còn và mất ha, đe dọa đến tính mạng của mình, đe dọa đến tính mạng của những người xung quanh. Thì cái này nó gọi là trauma. Không biết là tiếng Việt dịch ra, chắc Thảo giỏi hơn chị á, chị biết tiếng Việt dịch em dịch là bi kịch đó, bi kịch đó, ha. Dạ. Hay là một cái là chấn động đi, đúng rồi, nó là một cái chấn động. Dạ. Thì đó thì nó mới gọi là cái chấn động ha. Dạ. Và khi chúng ta là con người mà khi mình trải qua chấn động thì cơ thể mình nó sẽ có những cái phản ứng tự vệ hoặc là những cái phản ứng báo động để cho mình biết được, để mình tự vệ cho mình. Nhưng mà có những cái phản ứng nó bị chấn động quá quá ngoài cái sức chịu đựng của một con người bình thường, thì cái sự mà gọi là báo động đó nó trở thành một cái quán tính, tức là lúc nào mình cũng trong trạng thái báo động hết. Cũng giống như là cái đèn mà mình bật lên rồi mà mình cắt tắt cái công tắc rồi mà nó vẫn sáng như thường, tức là luôn luôn ở trong trạng thái báo động. Ê, người ta đập cửa mà đóng cửa hay đập mạnh là mình cũng dễ hồi hộp, hoặc là tối mình ngủ mình không có ngủ được, mình vẫn nằm trong cái tình trạng báo động, mình không thể nghỉ ngơi được, mình không có thể yên giấc được, mình luôn luôn có một cái gì đó sợ hãi là sắp tới có thể chuyện xấu xảy ra. Tiếng Anh nó gọi là foreshortened sense of future, là mình nghĩ là sẽ có chuyện gì xấu luôn luôn có thể xảy ra. Đặc biệt là những người mình bị những cái chấn động tổn thương tâm lý mà rất là nhiều trong quá khứ, nhiều cái quá nhiều những cái đe dọa cho cuộc sống của mình và mình khủng hoảng nhiều thì cái cảm giác mà chuyện xấu sẽ xảy ra nó rất là cường độ hơn. Và những cái mình sẽ liệt kê cho quý khán giả biết những cái triệu chứng ha. Nhưng mà có triệu chứng không có nghĩa là mình có bệnh nha. Chúng nữa mình cũng sẽ giải thích khi nào mới gọi là có bệnh nha. Đây là những cái triệu chứng mà đây là phản ứng của cơ thể để mà tự vệ thôi. Thì mình thấy là có cái trường hợp là mình có ác mộng, giống như là Thảo nói là bạn Thảo có ác mộng không mất ngủ, và mình tức là mình đang trong cái trạng thái báo động, mình không có nhắm mắt được. Và với cái có những trường hợp mà mình ở trong trạng thái báo động nhiều quá, cái mình với thời gian rất là lâu và càng ngày nó càng cường độ,
nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì mình có cái bệnh sợ ha, là anxiety. Nhưng cái đó thì mình sẽ nói một lúc khác. Thực sự ra cái triệu chứng mà mình bị khủng hoảng sau chấn động nó cũng là một phần của cái bệnh sợ nha. Thì cái những cái triệu chứng đó rồi có khi mình không tập trung được, mình không có phán đoán được, giống như trước đây có những người mà mình bị chấn động nhiều quá đó, mình không cười được, mình không có đôi khi mình cảm thấy nó vô cảm và vô nghĩa trong cuộc sống nữa, hoặc là mình muốn xa lánh những người khác, mình không cảm thấy gần gũi với họ, mình không cảm thấy cái thế giới này nó an toàn, và mình rất là bận rộn trong cái khía cạnh mà trong cái vô thức của mình, chứ không phải là mình muốn làm điều này nha, trong là mình muốn đóng khung lại để mình tự vệ. Right. Thì đó, và có những người mà mình suffer những tức là đại khái là có những người, tại hồi nãy Thảo nói là người bạn đặt vấn đề là tại sao người kia mình qua được mà người khác không qua được, mà mình không có làm hay là mình đã không làm gì đủ để mà cho người khác có thể vượt qua cái guilt, cảm giác có tội, cảm giác có lỗi với những người khác đó. Đặc biệt nếu mình trải qua một cái chấn động mà người khác bị thương mà mình không bị thương, thì mình sẽ có cái cảm giác là mình đang có tội với cái người đó. Mình có một người bệnh nhân rất là thương là cổ chứng kiến con cổ bị giết trước mặt cổ, và cổ cũng người ta cũng bắt giết cổ mà cổ thoát được, vân vân. Thì cổ luôn luôn có một cái guilt là mình không bảo vệ được con của mình. Như vậy thì thực sự ra cổ rất là thích bóng tối, là tại vì đi ra ngoài không cảm thấy an toàn với con người, không cảm thấy an toàn trong đời sống, và họ cảm thấy, thành ra là đó là một số cái triệu chứng. Và bên cạnh nữa đó là thường thường quý vị sẽ có nó gọi là hypervigilant responses, là mình rất là dễ, mình rất nhạy phản ứng, rất là nhạy, dễ hồi hộp, tim dễ đập mạnh, dễ thở ngắn, và có nhiều khi là nhiều người dễ đổ mồ hôi, cơ thể dễ bị co thắt, nghĩa là nó dễ bị stress lắm. Tại vì thường thường á là khi mình qua những chấn động đó thì cơ thể mình trong cái tình trạng báo động á, thì có chuyện gì là nó bị trigger rất là nhạy, và cả cơ thể mình nó dồn năng lượng để mà nó đối phó với cái chuyện mà mình nghĩ là sắp xảy ra, mặc dù là có nhiều khi không xảy ra và cuộc sống rất bình thường, nhưng mà cái sự tưởng tượng của mình và cái bị ám ảnh của mình á, mình cứ bị ám ảnh đi ám ảnh lại, cái sự ám ảnh đó nó làm cho cơ thể của mình theo cái quán tính tự vệ, và mình cứ sống trong cái tình trạng báo động. Thì cái đó là một số cái triệu chứng, nhưng nó chỉ là triệu chứng thôi. Nó không phải là bệnh. Khi nào những triệu chứng này nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống hàng ngày của mình không thể liên hệ đến với người khác được vì mình quá sợ, mình không thể đi ra ngoài được nữa, mình không thể săn sóc lo lắng cho người khác được nữa, mình không thể đi làm nữa, không thể đi học nữa, vì những cái chức năng bình thường của mình nó bị ảnh hưởng bởi những cái triệu chứng này, thì lúc đó mới gọi là bệnh. Còn nếu như mình có những triệu chứng này nhưng mà mình vẫn vượt qua, mình đi học đi làm, mình vẫn săn sóc những người khác, mình săn sóc cho bản thân, cái chức năng bình thường của mình vẫn có thể làm được, thì cái đó không phải là bệnh. Cái đó là những cái thương tổn của mình, nhưng mà mình vẫn có cái khả năng. Chút nữa mình sẽ nói đến cái phần làm sao để mình xoa dịu những cái thương tổn để lấy lại cái sự bình an một phần nào. Bác sĩ Xuân Đông, ví dụ như khi mà mình bị những cái chấn động về tâm lý, mình bị tổn thương như vậy, thì nếu mà nó ảnh hưởng đến những cái sinh hoạt hàng ngày của mình thì chắc chắn là mình phải nên đi gặp bác sĩ tâm lý càng sớm càng tốt, đúng không? Nên gặp người chuyên môn. Còn nếu như mà mình vẫn sinh hoạt được nhưng mà mình bị tổn thương, thì cái thời gian mà mình bị tổn thương đó, nó bao lâu thì mình gọi là bình thường, và bao lâu thì mình nên gặp những cái chuyên gia để mà được sự giúp đỡ? Câu hỏi rất là hay. Thường thường á, những cái triệu chứng đó mà nó gọi, bây giờ mình nói cái khía cạnh mà bệnh trước đi, xong mình nói cái khía cạnh mà không có bệnh nha. Ví dụ như mình có một cái chuyện xảy ra và mình nó những cái triệu chứng của mình nó rất là cường độ và nó cứ kéo dài liên tục trong vòng một tháng và mình không có làm ăn được gì cả, thì nó gọi là acute stress disorder, tức là mình đang bị một cái cấp tính, cái khủng hoảng cấp tính, và nó chỉ qua trong vòng một tháng thôi, sau đó thì có thường thường là nếu mà có thể vượt qua được là sau một tháng. Còn nếu như sau một tháng đó mà cứ tiếp tục có những cái triệu chứng nó cường độ như vậy và nó kéo dài như vậy mà ảnh hưởng cuộc sống của mình, thì có thể mình qua nó gọi là post traumatic stress disorder, tức là cái bệnh chấn thương sau khủng hoảng ha, chấn thương tâm lý sau khủng hoảng, thì đó là một cái khác. Còn bây giờ nếu như mình vẫn có những cái chức năng trong cuộc sống của mình rồi, mình vẫn có những cái trường hợp như thế này, thì thực sự đó mình cũng có cái nguy cơ là nó có thể nó nặng hơn. Thành ra là
với cái nếu mà quý vị quan tâm thì nên gặp người chuyên môn để mình có thể người ta sẽ giúp cho mình, người ta sẽ xúc tác để cho mình có thể diễn đạt được, nói ra được những cái sự sợ hãi cường độ của mình và làm sao để tiết chế những cái sự sợ hãi cường độ đó và quản lý những điều đó và làm sao để dùng những cái năng lượng của mình cho những cái điều tích cực trong cuộc sống để mà mình có thể phần nào có cái sự chữa lành và làm những cái gì để có thể chữa lành. Có thể là về âm nhạc, có thể là về những cái hobbies của mình, có thể là có những người bạn hay là có những cái phương tiện khác để mà giúp cho mình, hoặc là về vấn đề nghệ thuật, về vấn đề hội họa, về nhiều cái khác nhau để mà mình có thể trải lòng ra được và tìm xoa dịu được. Nó có nhiều cái cách khác nhau để lấy lại cái sự tự do và an toàn cho bản thân mình, nhưng mà cái đó thì cái người chuyên môn họ sẽ làm việc với mình. Thì nếu mà mình cảm thấy rằng nó kéo dài quá lâu, hoặc là mình cảm thấy rằng nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình, thì mình nên gặp những cái người chuyên môn càng sớm càng tốt. Nhưng mà bác sĩ Xuân Đông, ví dụ như là giống như em nói, thật ra sau những cái bi kịch, những cái biến cố trong cuộc sống thì đau buồn thì chắc chắn là có, và cái thời gian ví dụ như mình nói là mình cũng nên giới hạn trong vòng khoảng 1 tháng thôi. Nhưng mà trong khoảng thời gian 1 tháng đó thì cái cách để mà mình vượt qua cái biến cố, để mà mình lấy lại cái sự bình yên trong tâm hồn, lấy lại cái sự cân bằng trong cái cảm xúc, thì em thấy thông thường là người ta nói một là quên đi, ráng tìm cách để mà quên đi, và cái thứ hai đó là mình thay đổi để mà mình không có gợi nhớ những cái hình ảnh đó. Một cái cách khác là mình đối diện với nó để mà mình vượt qua, để mà mình đi tiếp. Thì bác sĩ Xuân Đông nghĩ ra cái cách nào là nó phù hợp nhất? Đầu tiên muốn nói với Thảo là những cái sự khủng hoảng của mình nó không có, đôi khi mỗi người cái thời gian khác nhau nha, mình đừng có cho ra một thời gian là phải qua sau 1 tháng là phải ok, không có. Mỗi người nữa khác nhau, và trong cái sự mất mát, trong cái sự khủng hoảng nó còn có cái khía cạnh nó gọi là grief, tức là cái sự thương tiếc, cái sự và cái sự thương tiếc đó nó có đôi khi nó có cả cái yếu tố trầm cảm ở trong đó nữa, tức là mình cảm thấy bất lực và mình có cái sự mất mát chống trải á. Và nó có những cái giai đoạn riêng nữa, thành ra là có dịp mình sẽ nói rõ hơn, nhưng mà thực sự nó không có thời gian tính đâu. Có nhiều người họ 1 năm 2 năm, you know, thành ra là cứ mỗi người khác nhau. Cái câu hỏi đặt ra là bạn làm gì để mà mình săn sóc cái vết thương của mình, thì đầu tiên á là khi mà mình trải qua những khủng hoảng như vậy á, mình sẽ cần rất là thương mình, rất là thương mình. Mình sẽ nhìn ra được là mình đang bị thương. Nhiều khi á, mình bị gãy chân, gãy tay này kia thì người ta thấy hết. Mình nằm trên giường bệnh là có người mang nước, mang đồ ăn này kia tới rồi thăm mình trong nhà thương này kia. Nhưng mà khi mà mình bị tổn thương hay là bị chấn thương về tinh thần, tâm lý thì mình chân tay lành lặn, không có ai thấy được cái điều đó. Nhưng mà thực sự là mình sẽ cần săn sóc với mình, thực sự là mình đang bị thương. Và nếu như mình nghĩ là mình đang bị thương thì mình sẽ cần làm gì để mà mình săn sóc cái vết thương của mình, và mình sẽ cần tử tế hơn với chính mình, mình sẽ cần từ ái hơn, mình sẽ cần từ bi hơn, mình sẽ cần nhẹ nhàng hơn. Có những người mà mình đã bị những cái mũi tên bên ngoài bắn vô rất là nhiều rồi, mình bị tổn thương, chấn thương rất nhiều rồi, nhưng mà mình lại tự bắn mình nhiều mũi tên khác nữa, thành ra là thế, nói là cái đó là từ chết đến bị thương luôn nhá. mình tự trách mình nói là mình rồi ngoài cái rồi mình tự lên án mình, rồi mình tự phán xét mình, rồi mình thấy mình không đủ đầy, thấy mình thế này thấy mình thế kia, và lúc nào cũng phiền trách mình hết á. Thì thường thường những cái người mà như vậy được dễ, mình dễ bị trầm cảm lắm. Thì khi mình biết mình bị thương, mình sẽ cần làm gì để mình săn sóc mình, đó là điều đầu tiên. Cái sự tử tế, từ bi với bản thân của mình rất là quan trọng. Cái thứ hai đó là cái vấn đề meditation, cái vấn đề mà mình tịnh tâm, mình cầu nguyện hay mình làm yoga, tập thể dục, tất cả những cái yếu tố mà về tinh thần lẫn cơ thể á, nó rất quan trọng. Là khi mình đi qua một cái chấn thương á, thì cái trauma, những cái chấn động đó nó thấm vô trong cái cơ thể của mình. Có một cuốn sách nó gọi là The Body Keep the Score, tức là cái cơ thể của mình nó giữ những cái điểm số chấn thương của mình, và nó giữ trong đó. Thành ra là có những cái cách mà người ta dùng
Chẳng hạn như người ta đi massage, người ta đi yoga, người ta đi tai chi, hay người ta đi tập thể dục, người ta làm những cái gì để cho cái cơ thể của họ, hoặc là những cái có những người họ chạy cho nó ra hết những cái tức giận, họ làm những cái gì mà nó liên hệ, hay là họ nhảy múa, dancing, tất cả những cái body movements á, là nó đều giúp cho cái cơ thể của mình, đó là mình đang săn sóc cái thân của mình, chứ không phải chỉ cái tâm không. Rồi nếu mà nói săn sóc cái tâm đó thì mình đang nói đến cái vấn đề tịnh tâm, mình đang nói cái vấn đề từ ái với bản thân, mình đang nói đến tìm kiếm đến những người mà họ thương mình vô điều kiện để họ có thể lắng nghe mình, để mà mình được bày tỏ những cái vết thương của mình chia nó ra cho nó bớt đau. Nó có nhiều cái thành ra là, mà cái quan trọng ở đây mình muốn nói với quý khán giả và với Thảo đây là cái sự săn sóc, yêu thương bản thân, từ ái với mình. Chứ còn mình đã bị mũi tên bắn rất là nhiều rồi mà mình còn bầm dập mình nữa thì không ai cứu mình được. Thì thực sự chỉ có mình mới cứu mình trong những cái trường hợp như vậy. Thì thương với mình hơn. Và thương với mình không có nghĩa là lúc nào cũng có đi shopping để mua đồ brand name rồi này kia, là cái đó là thương mình không. Thực sự cái đó cũng tốt, nhưng mà thực sự ra nghiên cứu cho thấy những cái đó nó không có giá trị chữa lành, và nó chỉ cho mình cái cảm giác sung sướng, nó rất là ngắn hạn thôi. Nó không có giá trị lâu dài, và nó không đem lại thực sự cái sức khỏe tinh thần cho mình. Thành ra có thể là có những người mình có cho mình những cái trải nghiệm mới, chẳng hạn là mình đi ra biển, mình đi lên núi, mình đi du ngoạn, mình đi với bạn bè, mình cho mình gần gũi với thiên nhiên để thiên nhiên chữa lành cho mình. Mình đi nơi đến những cái nơi hùng vĩ để mình thấy là những cái chuyện mình xảy ra nó là một phần của đời sống, có thể mình trong cái sự nhỏ nhoi đó mình cảm thấy mình cảm thấy là mình bớt bất lực hơn. Thành ra là nó có nhiều cái cách, và thiên nhiên là một trong những cái mà nó giúp cho con người ta chữa lành. Và có một, bây giờ chắc là nhân tiện đây nói với Thảo và mọi người luôn, có 6 yếu tố giúp cho người ta chữa lành một phần nào nhé. Đầu tiên là vấn đề ăn uống của mình, nó giúp mình chữa lành rất quan trọng. Bởi vậy nên mình thực sự mình rất quý những người gọi dietitian, là những người họ chuyên gia về vấn đề mà thực phẩm, ăn uống. Cái thứ hai đó là vấn đề ngủ. Thực sự quý vị biết là ngủ là một cái cơ chế mà Thượng Đế cho chúng ta, một cái phương tiện để chúng ta chữa lành bản thân mình mỗi ngày. Quý vị để ý là khi mà mình bị cảm cúm ha, hay là mình bị sốt này kia, mình thường thường là ngủ ly bì. Mà mình ngủ xong một thời gian mà mình ngủ được, thực sự ra mấy cái thuốc kho mấy ngày là cũng có ngủ trong đó luôn. Mình ngủ xong đó mình chừng mấy ngày sau tự nhiên cơ thể mình nó khỏe lại, đúng không? Ngủ nó có cái giá trị chữa lành, và ngủ nó còn giúp cho người ta có một cái cảm xúc mới ổn định hơn ngày hôm sau, và nó cũng giúp cho cái não trạng của mình nó mạch lạc hơn, nó có chỗ cho những cái chuyện khác, nó được organize lại, được hệ thống hóa lại. Ăn nè, ngủ nè. Cái thứ ba là vận động cơ thể, body movements, rất là quan trọng trong vấn đề chữa lành. Body movements. Và cái thứ tư đó là tình yêu thương. Nếu mình có những, Thảo biết là ngay cả mình ôm một con chó, con mèo, hay là nó ôm mình, hay là nó quẩy đuôi, nó thích mình, tất cả những cái đó mình ôm nó, thì cái chất oxytocin là cái chất là làm cho con người ta gắn bó với nhau, giảm stress, giảm căng thẳng, giảm những cái hormone nghĩa là căng thẳng trong người mình đó. Và thì những cái chất nó tiết ra trong đầu của con chó đó và trong của mình luôn. Hay là người mẹ mà cho đứa con bú á, thì bú sữa mẹ thì chất oxytocin tiết ra nhiều nhất trong tất cả các hoạt động của con người, thì cái hoạt động đó, cái chất đó tiết ra nhiều nhất ở đứa bé và ở người mẹ. Vì vậy nên mấy đứa bé mà nó uống sữa mẹ, cái hệ thống miễn nhiễm nó rất là mạnh. Đấy. Thì cái đó là cái tình yêu thương ha. Rồi ngay cả thì mình đang nói là ăn nè, ngủ nè, body movement, cái sự vận động của cơ thể, tình yêu thương. Cái thứ năm là thiên nhiên. Cái thiên nhiên giúp mình chữa lành lắm. Bởi vậy nên mình thấy ở Việt Nam mà những cái nơi mà dân dã, mà ở ngoài biển hay ở trên rừng mà này kia, mà nó chưa có được hiện đại hóa, thực sự những nơi đó là những nơi mà vô cùng có giá trị chữa lành, bởi người ta tìm về những nơi đó, đúng không? Và cái sau cùng là cuộc sống có ý nghĩa, một cái purpose, có một cái ý nghĩa, một cái điều mà mình muốn đạt tới mà nó ích lợi cho bản thân và mọi người, nó có purpose, thì 6 cái điều đó nó cũng giúp cho người ta để mà chữa lành phần nào.
em thấy ăn thì là em biết rồi, nào như khi mình ăn mình thấy mình vui lắm, nhất là ăn được những món ngon nữa. Ăn vừa phải, ăn healthy, nó làm cho mình cảm thấy dễ chịu, ngủ được, ăn được, ngủ được là tiên. Thiên nhiên thì chắc chắn bao giờ cũng đem lại một cái sự thoải mái trong cái tâm hồn của mình hết. Cái tình thương thì em nghĩ đối với em đó là một cái sự hỗ trợ mà mình có được vô điều kiện từ gia đình, từ bố mẹ, từ gia đình người thân. Tình mình. Thương có thể giúp chữa lành. Em biết là mấy cái nhà thương ta hay đem mấy con chó này kia vô để gặp những người bị bệnh, đúng không em? Là hay là ngay cả khi mình bị bệnh có người đến thăm mình, hay là ngay cả cái hớt, cái ôm, hay là cái sự diễn đạt tình yêu thương là đều rất là chữa lành. Bác sĩ Xuyến Đông, em thấy đó là cuộc sống thì bao giờ nó cũng có những cái thăng trầm, không có bao giờ mà bình yên hoài được. Bình yên nhưng mà cũng sẽ có những lúc mình cũng phải đương đầu với lại những cái biến cố, những cái sự kiện mà mình không có hài lòng, mình không có thích và mình cũng không có mong đợi trong cuộc sống. Nhưng mà cái cách giống như em nói là mình không có mong và nhưng mà mình muốn rằng nếu mà khi mà mình xảy ra mình phải đối đầu thì mình sẽ vượt qua một cách nhẹ nhàng hơn. Thì em thấy có những người khi mà trải qua một cái biến cố thì họ vượt qua nhẹ nhàng, nhưng mà cũng không ít người á là họ gặp nhiều cái khó khăn hơn, họ cái cuộc sống bị dừng lại và thậm chí là đi xuống sau đó nữa. Nên thành ra em không biết rằng những cái sinh hoạt, những cái cách mà mình sống hàng ngày trước khi mà cái biến cố xảy ra nó có giúp gì để mà khi mà một cái biến cố xảy ra thì mình sẽ vượt qua một cách nhẹ nhàng hơn không? Thường thường người ta có đề nghị là, trong các nghiên cứu người ta có đề nghị rằng khi mình có những cái khủng hoảng á, thì những cái routine, những cái điều gì mình làm thường xuyên hàng ngày á, mình nên tiếp tục làm. Tại vì những điều đó nó cho mình cái cảm giác mình kiểm soát trong đời sống được. Tại vì em biết là khi mà mình khủng hoảng á, thì mình sẽ cảm thấy nó rất là chơi vơi, nó rất là bất lực, mình thấy mình bị hụt hẫng ghê lắm. Nhưng mà khi mình làm những cái chuyện mà mình có thể làm được hàng ngày, mình cứ tiếp tục những cái đó, thì phần nào nó cho mình lại cái cảm giác là mình vẫn còn kiểm soát được trong cuộc sống của mình. Đó, điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đó là có những người, lý do mà họ có nhiều nghị lực, họ vượt qua rất là nhiều. Người ta nói là nghị lực là gì? Nghị lực là khi mình chạy nhiều cái cuộc đua, mà chạy hết cái cuộc đua này đến chạy hết cuộc đua khác mà mình vẫn chạy, thì nó là một nghị lực. Này, thì cái nghị lực nó đến từ đâu? Nhiều khi người ta trải qua những cái khủng hoảng thì một trong những cái cách là người ta tập reframe. Reframe tức là đóng cho nó một cái khung khác để nhìn ra cái ý nghĩa, những gì mình có thể học được từ cái trải nghiệm đó, những gì mình có thể, những cái biến cố đó, những gì mình có thể làm khác đi lần sau. Hoặc là mình tìm ra cái ý nghĩa của cái trải nghiệm này. Người ta nói là the blessing in disguise, tức là có những điều, có nhiều người hay nói con là trong cái xui nó có cái hên. Hoặc là có nhiều khi có nhiều người, người ta nói ô bị đụng xe nó ô mà nhưng của đi thay người, tức là họ tìm cái, nhìn cái ly nước nửa đầy, hoặc là họ tìm cái ý nghĩa trong cái trải nghiệm đó. Và có những người hồi đó đấy, mình có một người bệnh nhân bác đó, bác bị trầm cảm rất là nặng, mà sau đó bác tìm ý nghĩa, bác nói vì tôi trải qua cái trầm cảm đó, bây giờ tôi hiểu khi người ta nói là trầm cảm, tôi hiểu rất rõ là nó như thế nào, thì qua đó tôi học được và tôi cảm nhận được, tôi hiểu được người ta. Và đó cũng là một cái bài học quý giá cho tôi, là bây giờ tôi có thể hiểu được người khác khi người ta nói hai chữ trầm cảm, và tôi thông cảm hơn và tôi không còn phán xét nữa. Thì mỗi cái trải nghiệm của mình đó thì nó có những cái điều như vậy, thì tạm thời nó là như vậy đó Thảo. Cảm ơn bác sĩ Xuyến Đông với những thông tin rất là bổ ích trong chương trình ngày hôm nay. Thanh Thảo xin phép được tạm dừng chương trình tại đây. Thanh Thảo xin hẹn gặp các bạn trong chương trình kỳ sau.